đã bạc trắng như vôi tình đời, màu đen cho cuộc tình hồng, tình nghĩa đôi ta từ đây. Mẹ ơi, mẹ. Gì con? Mẹ có thương con không? Mẹ thương mà. À, con mẹ, hỏi mẹ câu này nè mẹ. Mẹ con hỏi đi mẹ. Sao Hương Nam mình tổ chức nhiều chương trình lắm, Hương Nam by night nè, Bolero by night nè, bữa nay là Hồ Quảng nữa, sao không có chương trình nào có mẹ hết trơn dạ? Rốt cuộc mẹ vô đoàn này mẹ làm được cái gì? À, sắp tới là có rồi em, thứ sáu từ sau là có chương trình của riêng của mẹ con rồi nha. Live show lần cuối ở gánh lô tô Hương Nam của mẹ con. Xích qua đi để nó nói đi, xích qua. Rồi rốt cuộc mẹ vô đoàn này, mẹ không có hát được Hồ Quảng, không có múa, không có nhảy được luôn, không có làm gì được hết luôn. Vậy thì mẹ vô đoàn này mẹ làm cái gì? Trời ơi con, trong đoàn này đang cần gì? Cần gái đẹp để làm hình nền. Bà nghĩ bà đẹp? Hai mẹ con mình đều đẹp. Không, tôi đẹp thì tôi chịu, chứ tôi đẹp chung với bà tôi không chịu. Mày cũng không đẹp luôn. Chắc bà đẹp. Trời ơi. Vậy là cuối cùng ở đây ai đẹp bà? Ai đẹp? Tôi đẹp. Em đẹp. Em đẹp. Hey. Đó là Thảo, cú lời cho bạn nghe coi. Một câu thôi Thảo. Ai đẹp? Trời ơi, ơi là trời. Rồi ok, ai đẹp, ai đẹp. Đương nhiên là em đẹp rồi. Đi vô luôn đi má, đi vô luôn má. Trời ơi, chán má ghê vậy đó. Thi ơi, em không cần đẹp đâu, em là của anh được rồi. Tao đánh tuổi má. Vỗ tay lên quý vị, vỗ tay lên quý vị. Vỗ tay cho sự can đảm của nó. Trời ơi, quý mặt bà ơi, già như bà cố nội. Bây giờ vậy em hỏi quý vị nghe nè. Anh ôm em quay cái được không? Ôm em quay cái như cặp đôi yêu nhau á. Rồi bây giờ nè, Quang, hỏi tự nhiên ra đây. Ra đây, ok. Rồi nè. Cần. Ra ôm con gái tôi quay một vòng đi. Ôm con gái chị quay một vòng. Rồi ok, đó, hai đứa yêu nhau phải rồi, gì đó. Dễ thương, cái chạy vô tay quý vị. Đó, rồi ok, khi nào mày ôm á, mày ôm tao mà giống như nó ôm con tao là tao quen mày. Rồi mày ôm thử đi. Anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng hả? Tiết mục khỉ đu cục đình bắt đầu. Chỉ chung cực vậy trời. Thi. Trời ơi là trời. Cố quá là quá, cố ai mượn mày cố làm gì? Chi thằng Mỹ không có nậu ơi. Cái tôi nó như con thằng lằn. Mày như con thằng lằn đu cái cục điện gì đó, tao lại mày. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, Cương đừng có cố, đứng đây nè để chị làm cho rồi. Ừ đúng rồi, em thấy cái đó hợp lý á. Rồi, 2, 3, vô. Tôi chết mẹ rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, coi chừng xúc cái niềng găng hải đăng bây giờ chị ơi. Mày nhét gì vô vậy? Nó mới xúc cái niềng răng ra chị. Nó lòi một số phụ tùng. Không nhỏ sao đâu quý vị. Trời, mày giỡn chi rồi mày thở như con chó vậy. Nè. Từ từ thôi, từ nó tét hết bên này nè. Sao mà bạn đồ tét hoài vậy Thi, tao lại mày Thi ơi. Anh chị tôi liên lụy tới tao nữa rồi. Đưa cái micro nó không đưa sao nó nói. Ủa? Trời đất ơi. Chán má ghê á thiệt á. Chán cái con lạnh này kìa. Dạ rồi, ai có tờ lấy vé tập trung hết chèo sân khấu. Anh chị tôi Phụng Thiên thôi. Chưa, tao chưa quỳ má ơi. Trời ơi, má này sao không quỳ đi trời. Anh chị tôi. Mày ơi, từ trong mày đi ra mới vui. Trời ơi, chán rồi. Anh chị tôi. Phụng Thiên. Hả? Chị nhả. Con năm mươi. Anh thì đây số thì đây chờ lắm khi yêu ai tìm dài thừa. Sợ lắm tình chưa nói đã vội vàng. Tình em đó luôn nào. Vỗ tay lên nào, vỗ tay lên. Mày nhảy mà đưa cái gì cho người ta khó chịu cái gì trời. Chứ đưa cái gì không? Nhảy từ từ thôi. Rồi vô làm lại. Tao lại tụi mày lô tô chứ phải quán bar. Tụi mày nhảy kiểu đó. Trời ơi. Tương tác với bạn gì á? Tương tác cũng tương tác vừa vừa đó. Số gì là mày gì đây số gì đây? Số gì đây sợ lắm khi yêu ai thì dài thừ. Sợ lắm tình chưa nói đã vội phải. Tình em nó luôn đau cháy. Vẫn yêu anh như ngày.
Trong lúc hỗn loạn em bị mất một cái nón len. Tìm kiếm dùng cho em được không ạ? Trong quán bar bà xỉn mà làm rớt cái đầu tóc giả bà nè. Trời ơi. Là rớt nón len chưa? Đang nhảy đã, đang nhảy đã. Coi lại, coi lại, coi lại. Bà vô nhảy tiếp đi nè. Xù gì ra mày đi, xù gì đi mày gì đây. Anh đi vào sâu tim em. Thì trên yêu thương ở đây. Sẽ còn mãi nơi này. Dùng một người thấy ơi. Anh nhiều vội thế. Cứ đi vui là treo đùa. Sao biết đâu bằng tâm lắm không đâu. Trong lúc hỗn loạn em lại tiếp tục. Có chiêu gì? Quỳ xuống. Em sẽ nhận chiêu chị. Ta chưa nói xong. Đây là chị vô từ đầu chị ra. Trời ơi. Bây giờ chị quên mẹ rồi. Rồi làm lại 2, 3. Có chiêu chị. Dạ em nhận chiêu chị. Ủa có chiêu chị gì mà dài với chị trời. Ai biết đâu cái ông Hoàng Thượng nè. Ông mới giống cái bao lụm dây chai quá vậy. Hoàng Thượng hơi nghèo. Phụng Thiên thừa nhận. Phan đeo Hoàng Thượng này mặn thủy hay gì mà xài màu xanh vậy? Là gì? Ông Hoàng Thượng mặn thủy hay gì mà xài màu xanh? Chiêu chỉ là màu đỏ mà sao mặn thủy hay vậy vậy? Hoàng Thượng tới. Rồi. Làm lại. Phụng Thiên thừa nhận. Cái bao đựng cái gì mà nó thúi dữ vậy mấy mẹ. Mày gì đây, xô gì đây, xô gì đây. Có chuyện sao. Em lấy đậu cụ cái đã. Gì vậy, gì vậy? Nó móc gì vậy? Tự nhiên ôi ngầu quá à. Đẹp trai quá, đẹp trai. Giống em đi xem bói á. Quên ơi, giờ này em đang ở đâu? Trời ơi. Em có biết là anh và con la lớn nơi đầu đường xó chờ để tìm em không? Anh Quân ơi! Tí ơi! Tí! Mày đâu rồi Tí? Thằng Tí đâu rồi? Dạ con nè ba! Phải không? Ba không thấy đường á nghe con! Dạ trời con ơi. Nè ba! Phải anh Tí không? Dạ con đây nè ba! Sáng giờ ba dặn con đi xin tiền sao rồi? Xù vậy má! Xù gì hả? Tụi muốn mơm vô dài đi xin tiền nha! Đúng rồi! Sáng giờ con xin được 32 ngàn. 32 ngàn không đủ ăn mà, cơm nữa. Sao? Nhưng mà anh bị Nguyễn Chí Hùng nó giành hết rồi ba. Trời ơi con đó là con nào? Trời ơi. Rồi chị thì bổ sung đậu cụ cho chị mới giống con ơi. Rồi diễn sâu vô luôn. Nghe bây giờ nghe ba dặn nè. Dạ. Đi ra đường ai cho tiền thì mình cảm ơn. Ai cho vàng cho đô nhớ đem lại đưa ba nha. Ba không thấy đường như cái đó ba xài được. Ừ nha con. Bây giờ đi kiếm mẹ nè. Đi. Quanh ơi, bây giờ em đang ở đâu? Em có biết là anh và con nhớ em nhiều lắm không Quanh? Anh ơi, em xin lỗi anh nha. Dạ, em là sao? Quanh nè. Anh đợi từ từ. Để hết đèn đỏ rồi mình hãy vượt qua. Chứ dạ. Một lát nữa anh vượt đèn đỏ là bị công an phạt nghe không? Rồi ok. Anh đã bao đêm bao ngày mộng mơ. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Mẹ ơi, đeo có đeo. Nhưng ai nỡ gây cho mối tình tan vỡ. Để tình chung thủy nay đành lỡ. Em mới tan bài mưa ngâu có cầu ướp tức trên dài ngân ngà. Cho coi ngủ ngu lang sao một năm dài xa chân. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng. Có phần gì ai gây cảnh đắng cay. Đi giờ anh sống kiếp đơn coi biết về đâu. Cái đường tương lai mịt mù tâm tối mà lòi đi về. Không có ngày mai. Ừ tiếp ba con. Không, ba thấy là hai ba con mình là đi tui, thi tuông vàng giọng cổ là được luôn đó con. Được không? Đôi mắt của anh rồi quan tâm.
đâu mấy người ơi, đón nào đóng lòng thương cành xanh của thằng trong sớm mai, thương cành xanh của thằng trong sớm mai. 32 32 32 32